Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ai sẽ là người gánh trọng trách hất Nguyễn Phú Trọng vực dậy thế lực miền Nam. Trò chơi vương quyền là phải kéo bè kết cánh, đó là điều không thể tránh khỏi trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, dù kéo bè kết cánh thì điều mấu chốt vẫn là quyền lợi cá nhân. Được biết, thế lực của phe miền Nam hiện nay trong bộ chính trị rất khiêm tốn, chỉ có 3 người là ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Nên và Trần Thành Mẫn. Điều đáng nói là trong tứ trụ không hề có ai cả, và người giữ chức vụ cao nhất của phe miền Nam chính là ông Võ Văn Thưởng. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người gánh vác trách nhiệm vực dậy sức mạnh của phe miền Nam trong thất bại ê chề của đại hội lần thứ 13. Với Trần Thành Mẫn thì ông này mới vào bộ chính trị, thế lực chưa đủ mạnh để gánh vác trách nhiệm đó. Với Nguyễn Văn Nên thì ông này là cánh tay nối dài của Nguyễn Phú Trọng để chiến đấu với thế lực ngầm tại miền Nam. Thế lực Lê Thanh Hải là một ví dụ như vậy. Và hiện nay cho thấy ông Nguyễn Văn Nên không đủ khả năng tách ra làm một tụ điểm riêng lẻ để dẫn dắt phe miền Nam tiến tới chiếm lại thế lực vốn bị lấy cắp bởi phe miền Bắc. Chỉ còn có Võ Văn Thưởng là còn khả dĩ nhất. Điều người ta băn khoăn là liệu ông Võ Văn Thưởng trước giờ là mẫu quan văn thích nhu hơn cường. Tuy nhiên, cũng nhờ nhu tính mà ông ta trồi lên được chức trưởng ban kinh tế, chức thường trực ban bí thư, chứ như ông Nguyễn Bá Thanh thì khó mà tiến thân trong chốn quan trường đầy hiểm ác như Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh liệu ông Võ Văn Thưởng có vực dậy được sức mạnh miền Nam trong bộ chính trị hay không. Nhân sự miền Nam bị sa sút ở đại hội 13 là câu chuyện buồn. Phe miền Nam cũng từng có cá nhân khuynh đảo bộ chính trị, đó là Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, trong cuộc chiến vương quyền, chính kẻ mạnh nhất miền Nam này cũng chịu thua trước sức mạnh lớn như vũ bão của ông Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trọng còn khiến không ít nhân vật miền Nam ngả về ông, trong đó có cánh Tây Ninh là Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang. Dư luận cho rằng phe miền Nam chưa bao giờ ê chề như đại hội lần thứ 13 kỳ này. Kết quả của nhân sự của đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nằm trong tâm điểm của dư luận trong và ngoài nước ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Nếu đọc các tờ báo của Đảng thì người ta luôn bắt gặp những từ đại loại như thành công tốt đẹp, nhưng ai cũng hiểu đó là sự thành công của phe thắng cuộc miền Bắc. Chưa bao giờ phe miền Nam bị dụng nhiều như đại hội 13 lần này. Trương Hòa Bình, người được Trương Tấn San đặt kỳ vọng, cũng phải rút lui khỏi bộ chính trị, với con người ít tham gia vào phe cánh như bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bị loại luôn, và con người nhu nhược như Nguyễn Thiện Nhân cũng bị đá văng nốt. Nguyễn Thiện Nhân cũng đã vâng lời ông Nguyễn Phú Trọng khi ấy, nhưng khi nắm bí thư Sài Gòn cũng đang ngại thế lực Lê Thanh Hải, nên cuối cùng cũng bị Nguyễn Phú Trọng cho ra khỏi bộ chính trị vì vô dụng. Đại hội 13 thì ông Nguyễn Phú Trọng đã là người hay nói đi nói lại từ thành công tốt đẹp nhiều nhất. Chưa bao giờ phe miền Nam bị loại bỏ nhiều đến thế, và chưa bao giờ phe miền Nam cũng thất bại liền xiển đến như vậy. Ở nhiệm kỳ 11, phe miền Nam toàn là những thế lực có máu mặt với Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang. Đến nhiệm kỳ 12 thì còn đó Trương Hòa Bình, và giờ đây kiếm người có sức mạnh và lấy nổi trội thực sự là rất khó cho phía miền Nam. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình là hy vọng rất lớn của phe Trương Tấn Sang cũng đã bị đá văng khỏi bộ chính trị. Các đề cử được dự kiến cho các ghế mà mọi người vẫn gọi tắt là tứ trụ hoàn toàn vắng bóc đại diện của miền Nam bộ, đó là một vấn đề khó hiểu và nhiều đảng viên Đảng Cộng sản, quần chúng quan tâm và đặt câu hỏi. Phải chăng phe Nam bộ đã đầu hàng người có thế lực mạnh như Trương Hòa Bình mà còn bị loại, thì miền Nam còn được ai đủ mạnh đây? Vừa rồi ông Nguyễn Phú Trọng cho công bố việc ông Võ Văn Thưởng được phân công vào vị trí thường trực ban bí thư, làm nhiều người đánh giá là ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá Võ Văn Thưởng là vô hại chăng? Bởi ông Võ Văn Thưởng là người ít tài tiếng và ông rất hăng say tham gia vào trò bàn tay nối dài của Đảng. Ông Võ Văn Thưởng là ẩn số, có thể ông ta ẩn mình chờ thời chứ chưa chắc gì là người hiền thực sự. Vì nếu hiền, ông ta không thể ngói lên nắm ghế thường trực ban bí thư đầy quyền lực ở nơi chốn đầy nguy hiểm ác như chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy có Võ Văn Thưởng vớt lại, nhưng phe miền Nam là phe thất bại ê chề so với nhiều kỳ đại hội trước đây. Ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết đánh phe miền Nam như thế nào? Tỷ lệ nhân sự ở phía Nam mà chủ yếu là Nam Bộ trong tứ trụ dự kiến kỳ này, người ta dùng một chữ theo cách nói của dân gian là rất hẻo, thì mới đủ nó tệ hại đến như thế nào. Ông Nguyễn Phú Trọng
lãnh đạo cả các ban nhân sự và ban văn kiện của Đại hội 13, qua 2 năm chuẩn bị, ông đã tước đoạt sức mạnh của phe miền Nam khá nhiều. Đây là công sức của ông Trọng, và nếu ông còn mạnh thì chắc chắn ông sẽ tiếp tục đánh phe miền Nam. Phải chăng đây cũng là mong muốn của Bắc Kinh, mà cụ thể nhất là từ ông Tập Cận Bình? Vì đơn giản, nếu phe miền Nam mà trỗi dậy thì sự an toàn cho bản thân ông Vũ Trọng thật sự khó đảm bảo. Và việc cất nhắc Võ Văn Thưởng liệu rằng có phải là ý kiến sáng suốt của ông Trọng hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng bị người đời đặt cho danh hiệu và rất nhiều biệt hiệu, nhưng thực chất ông chưa bao giờ giống như những gì mà người ta chỉ trích vì ông, mà ngược lại là rất sâu sắc trong vấn đề tìm cách đối phó với phe đối thủ. Chính nhờ sự minh mẫn đó mà ông đã chuyển từ thế bại sang thế thắng và độc chiếm quyền lực khi gom được ghế tổng bí thư và chủ tịch nước vào một tay. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương để thực hiện ý đồ, hay dùng Trần Quốc Vượng để hỗ trợ ông, thì không ai có thể bảo ông là không biết. Tuy nhiên, giờ đây, ông đã dùng Võ Văn Thưởng thì có thể lại là một vấn đề khác. Không giải chừng phe miền Nam thì có ngày bị phe miền Bắc coi thường và lại bị quật ngã. Chuyện nội bộ nhân sự cần chờ thời gian để biết rõ hơn, nhưng có lẽ người ta nhìn thấy ở phía vắng bóng thì cũng không khó để đoán được là ông Nguyễn Phú Trọng đã làm gì trong khoảng 2 năm qua. Trong chiến thuật của mình, ông Nguyễn Phú Trọng còn biết cách dùng lấy người miền Nam, đánh người miền Nam như trong 4 năm qua. Cách dùng chiến thuật này đã cho ông thất bại khi ông dùng Nguyễn Thiện Nhân thay thế Đinh La Thăng. Tuy nhiên, khi dùng Nguyễn Văn Nên thay thế Nguyễn Thiện Nhân thì ông đã khá thành công ở bước đầu. Đây là hình ảnh chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã làm cho Nguyễn Phú Trọng sợ phe miền Nam. Nếu người ta đánh giá năng lực theo thực tế thì thấy rằng từ trước đến giờ với năng lực người đó lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hiệu quả công việc của mình làm, như là các báo cáo cho thấy rõ, GDP lên cao, đời sống tốt lên, kinh tế xã hội văn hóa tốt lên, không có hoặc ít tiêu cực thì người miền Nam tốt hơn. Nhưng lo cho đất nước không phải là tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn là thế lực nào mạnh hơn mà thôi. Thành phố Sài Gòn cũng là trung tâm kinh tế của cả nước và hàng năm họ đã phải nộp rất nhiều tiền ra miền Bắc. Và trong Sài Gòn cũng có số người bị kỷ luật, bị truy tố nói chung là khá nhiều. Gần như hầu hết trong thường vụ thành ủy rồi ủy ban nhân dân đều bị kỷ luật rồi bị truy tố, xét xử, đi tù. Đó là dấu hiệu của sự kỳ thị vùng miền trong vấn đề nhân sự của Đại hội 13. Và dường như đang có một sự trừng phạt vào phía Nam. Truyền thống miền Bắc có một số người miền Nam. Và ông Nguyễn Phú Trọng từng nói, Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc có lý luận. Và phải công tâm thừa nhận, người miền Nam, đặc biệt là người Nam Bộ, với hàng chục tỉnh thành ở miền Đông, miền Tây và tâm điểm, trọng điểm đầu tàu là Thành phố Hồ Chí Minh, có một vị thế quan trọng bậc nhất đối với sự phát triển cân bằng, ổn định và bền vững về kinh tế của đất nước. Để đại diện cho nhân vật cao cấp của Đảng như Đại hội 13 vừa bế mạc vừa qua, phân công và công bố chính thức có thể đặt ra những câu hỏi như sau. Ở Việt Nam thì có rất nhiều chuyện mà trước đây khi báo chí nhà nước đưa lên thì lập tức bị phê là tin như vậy là gây mất đoàn kết nội bộ và không tốt. Cụ thể là nói tỷ lệ đường cao tốc ở miền Nam rồi đầu tư cho miền Nam còn hạn chế thế này thế kia, trong khi tỷ lệ xuất khẩu của miền Nam rồi đóng góp cho ngân sách của các địa phương ở miền Nam cho cả toàn quốc là rất đáng kể. Nhưng mà đường xá hạ tầng cơ sở đầu tư cho miền Nam thì còn rất thiếu. Đấy, chưa phải nói là về vấn đề nhân sự, mà chỉ nói về vấn đề khách quan về phát triển, đầu tư và đóng góp thôi, thì đã bị phê bình nói như vậy là chia rẽ, là phân biệt Bắc Nam. Cái đó cán bộ, nhân dân miền Nam tâm tư rất nhiều, nhưng báo chí nói hộ ra thì bị kỷ luật, bao gồm nhiều nhà báo, tòa báo và bao nhiêu người đã bị bịt miệng, không hề được nói thêm. Thế nhưng bây giờ, qua 13, đều thấy rằng công luận nói rất nhiều, tâm tư băn khoăn rất nhiều về vấn đề bố trí cơ cấu nhân sự để cuối cùng dẫn đến như thế. Cho nên, tiếng nói của miền Nam dựa trên vị thế, vai trò, đóng góp thì những câu hỏi đặt ra về cân bằng nhân sự và cân bằng đại diện nhân sự cũng là một việc xác đáng và có lý, chứ không phải là không. Đây là hình ảnh dường như truyền thống Trọng Bắc khinh Nam đã ăn quá sâu vào đầu ông Nguyễn Phú Trọng. Miền Nam vẫn là Cộng sản, tuy nhiên Cộng sản cũng phân biệt Cộng sản miền Bắc thuần chủng và Cộng sản miền Nam ngoại lai. Thế mới thấy chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra, nó phân biệt đối xử ghê gớm. Nó còn cho rằng Đảng Cộng sản miền Nam không đáng tin hơn Đảng Cộng sản miền Bắc. Nếu mà sau chủ nghĩa không có bao giờ phân biệt vùng miền như vậy, thời Việt Nam Cộng Hòa, chính tướng Dương Văn Minh cũng được nắm quyền rất lớn, mặc dù em trai là Dương Văn Thật là người của quân đội Bắc Việt. Miền Bắc hay miền Nam làm chủ bộ chính trị dân vẫn khổ, phải thừa nhận nhân sự đại diện cho miền Nam là rất quan trọng, bao lâu nay cũng vẫn như thế, mà nay thì như vậy là rõ ràng, quá bất công,
quá phân biệt đối xử với phía miền Nam. Tiếp tục xem xét các trường hợp đặc biệt thuộc nhân sự các cấp rất cao đã được bố trí và dự kiến cơ cấu và tứ trụ Đại hội 13 có liên quan đến sự vắng bóng của đại diện miền Nam trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó lại càng khẳng định tính phân biệt vùng miền đã ăn sâu vào lãnh đạo của Đảng Cộng sản, mà đặc biệt là đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng hay Võ Văn Thưởng làm người đứng đầu của Bộ Chính trị thì dân vẫn khổ. Hai trường hợp được xếp vào trường hợp đặc biệt để tiếp tục ở lại sau Đại hội 13 trong tứ trụ chỉ xét tới nam giới, mà trong đó có một phụ nữ từ Nam Bộ không được cứu xét để lưu lại làm tiếp, thì đó cũng là điều càng quan tâm. Vì chức vụ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã loại nữ giới để nam giới tiếp tục áp đảo. Hiện tượng tranh đoạt quyền lực tại Đại hội 13 cho thấy một điều mà Đảng Cộng sản ngày càng loạn. Họ chỉ chú tâm tới vấn đề đấu đá nội bộ hơn là lo xây dựng đất nước. Vậy nên nếu Võ Văn Thưởng có thể là thế lực miền Nam làm nên cuộc tái xuất thì họ cũng chẳng còn có vị trí đâu mà lo cho vận mệnh đất nước. Họ chỉ lo cho đấu đá và giữ ghế, và người dân ở đất nước này sẽ bị bỏ rơi dù cho là miền Bắc hay miền Nam làm chủ cuộc chơi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, thứ Hai ngày 15 tháng 2 năm 2021 với bản tin Ai sẽ là người gánh trọng trách hất Nguyễn Phú Trọng, vực dậy thế lực miền Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.